được tài trợ bởi Spin Master. La 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 la, đây là Rex, chú chó con mới. Cậu ấy đi tuần tra để giúp đỡ giải cứu khủng long con. La 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 la. Oh, no. Ôi không. Ôi không, chuyện gì thế? Chúng ta phải trở lại trạm thôi. Nhanh nào. Bây giờ chúng ta nhấn nút và giải cứu khủng long XQ biến hình. Tôi có thể xem những gì đã xảy ra. Không có gì. Ồ, tôi thấy rồi. Run! Các con của tôi đâu rồi? Ôi không. Chúng ta phải gọi bạn bè. Yeah, ô không, núi lửa đang phun trào. Rex cần giúp đỡ. Triển khai lực lượng chó cứu hộ. Hãy để Dino làm điều này. Woo! Chúng ta phải giải cứu khủng long mẹ và các con của cô. Làm thôi nào. Thật tốt khi có chiếc xe của mình. Đã đến lúc giải cứu khủng long. Bắt đầu nhé. Oh yeah. Hãy giải cứu thế giới khủng long. Yeah. Nào các bạn hãy theo tôi. Oh yeah. Đi nào. Ồ không. Chúng ta phải lái xe qua cầu. Thật là dễ dàng khi tôi có thể cao lên và đi qua nó. Wow, wow, thật là tuyệt. Đi nào các bạn, an toàn rồi. Sẵn sàng cho một cuộc giải cứu. Đi trên đống đổ nát này. Tiến lên. Tôi có thể bơi. Chúng ta phải nhanh chóng trước khi nó lửa nổ tung. Ồ không, nó bắt đầu lắm. Ồ không, làm sao để chúng ta có thể đi qua? Chúng ta cần một cái gì đó to lớn. Xin mẹ một chiếc xe tuần tra mới đi. Được đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, chúng con còn được giúp đỡ. Được rồi, Nicky. Mẹ có một xe tuần tra khủng long. Wow. Hãy mở nó nhé. Dạ. Yeah, yeah, yeah. Nicky, trông nó thật khổng lồ. Wow, tuyệt. Đây là không gian cho chú chó cứu hộ. Wow. Đây là khởi động cho lưới cứu hộ. Úi, đây là nơi dành cho khủng long. Con có thể cho 6 chú chó ra ngoài cùng lúc với một nút bấm xem nó di chuyển. Con cảm ơn mẹ. Không có chi, con thân yêu. Chúng ta hãy băng qua cầu nào. Này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Được mà. Đã dọn sạch mọi thứ. Nào chó cứu hộ, chúng ta cần phải tìm khủng long mẹ. Đúng rồi. Khủng long mẹ, có chuyện gì vậy? Tôi lạc mất khủng long con, xin hãy giúp tôi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn. Nicky, chúng ta cần tìm khủng long con. Làm thôi nào. Hãy làm điều này khủng long. Triển khai lực lượng chó cứu hộ. Nhiệm vụ của bạn là bay và xem những con khủng long con đang ở đâu. Được rồi, đi thôi. Ồ, tôi tìm thấy một chú khủng long. Tôi cần giúp đỡ. Tôi cần giúp đỡ. Ồ không, có 3 con khủng long con đang bị mắc kẹt trong những khúc gỗ. Có một con trên hòn đá lớn. Tôi cần giúp đỡ. Nào, hãy theo tôi. Xem tuần tra hãy đi nào. Hãy giải cứu bé T-Rex. Qua đây khủng long. Tuyệt. Nhanh lên. Ta đi nào. Cảm ơn bạn Rocky. Nào mọi người, hãy đến với tôi. Đi nào. Qua đây bé khủng long. Oh yeah. Một chú bị mắc kẹt trong băng. Âu, có một bé khủng long đỏ trên cầu. Một số khác trên thác nước. Đi nhanh, 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 nhanh. Oh yeah. Tôi đã tìm được cậu ấy. Chúng ta phải sử dụng lưới cứu hộ. Ý tưởng tốt đấy. Woo woo.
không? Ồ không, có một con khủng long. Tôi có thể tiếp cận cậu ấy. Bạn đi.